Vâng, chào bạn. Sáng giờ thì anh em mình đi coi được 3 chiếc. Thì cũng như các bạn thấy đó, mà khó, hai anh em thì khó quyết định lắm, phân vân đủ thứ. Lên dậu. Định lấy luôn 3 chiếc. What? Định lấy luôn 3 chiếc. Xe giờ đang lên coi đây này, bãi xe Đại Quang. Đây là con Suzuki Super Carry, con này là dòng 7 chỗ. Anh kêu là 70 5. Mình định mua con này về làm lại. Ở đây cũng có một chiếc Suzuki Wagon nữa nè. Đây, chiếc này là chiếc nguyên bản. Còn của mình là đã được làm lại rồi. Con này thì nó hơi nát. Đây. Cái này là cái dàn lạnh. Dàn lạnh nó bị ấy ra rồi nha. Con này thì nó như xe tải vậy đó. Đây. Chiếc này lên đẹp quá. Lên ấp không? Đổ bô luôn. Giờ mình sẽ qua xem chiếc bên đây nữa. Nhìn đã. Chiếc hai cửa. Chiếc đó bên nước ngoài chạy đã. Đây. Con này bữa định kêu 20 triệu nè. Lên thấy mấy. Đây là con ấy. Van. Biết mà, con này nếu. Còn bên đây là dòng xe 16 chỗ nhưng đã bị xuống tải rồi. Hiện tại nó là 2 chỗ. Nhưng mà nó giấy nó là đã xuống tải. Cửa thì nó cứng rồi. Cái này mình định mua về để mình làm lại, thiết kế lại để vừa chạy ấy với vừa để cho mọi người chụp hình. Đây, con này mà lên hình này đúng đẹp luôn. Để cho mọi người xem bên trong nha. Ở trên đây là dàn lạnh nè, nhưng mà nó hư hết rồi. Xe này nếu mà ấy về làm lại là phải làm hết. Xe bị tháo hết luôn rồi nha. Đây. Dán xe này thì đẹp nè. Xe này nếu mà mình độ lại, mình định về mình chế lại thì làm nguyên một cái phòng ngủ với lại căn bếp ở trên đây luôn. Nhưng mà tạm thời thì thấy nó không ổn. Này nếu mà làm lại thì tốn dữ lắm. Giá xe này thì đang kêu bán là khoảng 30 mấy triệu. 3 mấy triệu giấy tờ đầy đủ hợp lệ. Nhưng mà nếu mà mua về mà để độ để ấy lại thì hơi tốn. Còn nếu mà mọi người chỉ cần làm máy lại để chạy được thì chắc không nhiêu đâu, tầm 10 triệu đổ lại à. Còn nếu mà làm đẹp lại hết thì cũng hơi nhiều. Tại thì hai anh em mình đi coi thôi, còn một lát sẽ đi ra ngoài Thủ Đức coi thêm vài chiếc nữa. Nếu thế nào ổn thì mình sẽ ấy cái đó. Đa 2000. Mắt na 2000. Dòng này là dòng Mazda E2000. Mazda nha các bạn. Mình cũng định mua thêm. Cái này được, có ba ga. Cái này là để dành gắn ba ga. Thoáng lắm. Xe này đi để đi hai chồng đi du lịch là vô bài luôn. Bên đây thì có một con Toyota van. Con này con van. Con này thì nó thấp hơn, trần nó thấp hơn kia, nó bị ngợp hơn. Uh,
Giờ anh em mình sẽ di chuyển qua bên Thủ Đức để xem thêm vài chiếc nữa. Thì mình xem cái nào ổn thì mình lấy. Mình định lấy về khoảng 1-2 con để làm dịch vụ cho mọi người chụp hình. Tiếp theo mình xem. Chiếc này là hai đất xu. Chiếc này thì đời nó cũ lắm rồi. Wow. À mấy không mấy cái này là anh tháo ra. Anh tháo anh đi sơn đi bọc lại rồi. Anh còn để trong nhà. Mấy đồ này thì vẫn còn nha. Nè, đây vẫn còn ấy luôn. Mã này mua về là sẽ phải làm đồng rồi lại hết. Chừng cao hơn. Cái trần nó cao hơn chiếc Suzuki kia anh. Ừ, đúng rồi, trần cao hơn. Nó cao hơn đường khúc. Chứ nhìn nó cổ điển nữa. Đây, mình thích nó tại vì nó cổ điển á. Lại chị ấy ra nữa là... Cái này nếu mà mua là phải kéo xe về. Phải kéo về. Đây, giờ mình sẽ xem phần gầm. Nói chung là gầm rất là thoáng, nó cao. Nhưng mà mấy này về là phải làm lại. Làm lại hơi nhiều. Ức chuột nhiều lắm. Nhưng mà xe thì nó cổ điển nó đã lắm. Đây. Đâu có đèn tròn, dạng cổ điển. Ốp đồ đầy đủ hết. Cái này hết hạn rồi, 2015. Cái này mà về là đóng lại, đóng cũng hơi chua à. Đây, kiến nó bị nứt nữa. Mình... Ừ. Kiến này cũng bị gon nó bị xì nè, người ta chét lại nè. Ừ. Rồi, giờ đi thẳng ra ngoài Đồng Nai để xem chiếc 9 chỗ nữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.
Hiện giờ là 6 giờ 45. Tụi mình đã tới Đồng Nai. Mình đang xem chiếc xe 9 chỗ. Đây. Chiếc này là nó 9 chỗ. 9 chỗ mà thấy mấy Toyota rồi. Mấy Toyota hợp lệ. Đề một phát nổ ngay luôn. Chiếc này 9 chỗ. À, hôm nay thì anh em mình cũng đi xem thêm vài chiếc xe nữa. Đây, đây là chiếc Suzuki 7 chỗ. Con này thì đời nó khoảng 9 mấy. Đây. Để cho các bạn xem bên trong. Xe này nếu mua về thì làm đồng lại chắc cũng khoảng thêm mười mấy, 20 triệu nữa. Lo trước lo sau thì còn đầy đủ, mà về là phải thay thế hết. Con này thì nó gầm nó đây, cái sàn của nó thì nó cao hơn mấy con đời mới bây giờ. Mình đã đến điểm tiếp theo. Ở đây thì mình sẽ có hai chiếc Toyota Van. À ha. Anh vô nói đi. Chà. Dòng này dòng 9 chỗ. Hai dòng này đều 9 chỗ hết. Vô nói tí lên bảo. Yeah.
Anh ơi. Nói xe chở ông lại. Rồi. Dạ rồi có rồi, hồi tối qua em cũng có lại nữa. Tối em lại á. Đây. Tối đi với ổng. Đây là 3 2 2. Đây là 7 chỗ. Đây là Toyota Van. Chà. Cửa lộ có một bên nè. Sao làm nghịch vậy ta? Lùa có một bên à, mà bên kia bên ngoài đường nữa. Sao làm lùa ở trong đây ta? Ở đây thợ bằng. Phong con này cũng dễ thương được. Làm lại. Sẽ cho các bạn xem gầm xe của hai chiếc này nha. Đây các bạn, giờ mình đã tới điểm này. À, đây là chiếc Mekong. Chiếc này 7 chỗ, chiếc này thoáng lắm. 7 chỗ. Ở đây thì còn có chiếc này chiếc Lada Lạc. Nhưng mà chiếc này không có bán, chiếc này xe ấy. Cái này dạng thuộc dạng Jeep, giống như Jeep vậy. Đây còn có một số dòng 4 chỗ. Đây. Trong kia là chiếc Toyota Van. Cái này Datsun 1000. Chiếc này tạm hơi ấy. Chiếc này khoảng nhiêu chứ không? Chiếc này cũng tầm 25 triệu luôn. Cái này là 4 chỗ. Đời cổ. Civic. Ồ, chiếc Toyota Van này đẹp quá ha. Dòng cá mập á. Cá mập mà đời cũ á nó bự hơn. Đây Toyota Van dòng cá mập. Ở trên có sẵn ba ga. Có sẵn ba ga đây luôn. Cho mình thử cho xem bên trong coi sao ha. Đây. Thoáng lắm. Khá đẹp. Chiếc này nếu mà có người làm đồng thì ấy được. Mấy này xe đẹp cũ, dễ thương. Đó. Quá đẹp. Mà tiền làm đồng lại thì cũng tầm khoảng 20 hay mấy triệu nữa là làm đồng với xe nổ máy luôn á. Thì nếu mà muốn xe xong chạy ngon hết với xác mà xong hết luôn thì tầm khoảng 60-70 triệu. Nếu bạn muốn ngon mà đẹp mà chắc thì tầm 100 triệu là sẽ ngon. Ở đây có một cái biển xanh nữa. Đây. Chiếc này quá đẹp. Chứ sáng giờ thì tụi mình đi hồi 7 giờ mấy sáng, bây giờ là 11 giờ mấy rồi. Anh em quyết định lấy chiếc Suzuki này. Đây chiếc Suzuki Super đời 93. Đang nổ máy để chạy về. Tại xe để hơi lâu quá nên xăng ấy nên nổ máy cũng hơi. Không bơm bánh xe lên cho dễ chạy. Không bơm bánh xe lên cho dễ chạy.
tụi mình vừa được giao xe rồi, bây giờ là chạy về. Giờ mình thử chân ga. Đây là chân thắng, còn đây là côn. Rồi, xuất phát. Xe này thì anh em mình lấy về là 40 triệu. Về làm đồng thêm nữa thì theo ý thì chắc ra cũng tầm khoảng 60-70 là xong hết. Để dành cho mọi người chụp hình.